À, nay mùng 7 tháng 6 em có về được một lô 6 con cắt cỏ bò, cắt mè, cắt xả, cắt hương nhu đấy. Hàng này thì đứt hàng 3 tháng rồi, giờ mới có hàng lại. Thì hàng bãi Nhật thì không phải lúc nào mình mua cũng có. Lúc thì nó về rất là nhiều, có khi mấy tháng trời không về được con nào. Thì em có về được 6 con, 5 con Kumuta, 1 con Mitsu. Thì 5 con thì đã về nhà, còn 1 con đang trên đường về. Thì em vừa về hồi trưa này thì giờ em mới dọn được 2 con. Em cho nổ rồi, chạy ok hết rồi. Thì em test cho bà con anh em xem luôn ạ. Giật nổ rồi. Đây là số, đây là cái cần tới lùi ạ. Tiếp con Mitsu. Dòng Kumuta thì nó 3 số tới 3 số lùi. Số 1 à. Tới. Lùi. Tới. Rồi em về được gần 30 con sới ạ. Sới tạt. Rồi làm cỏ ạ. Vừa sới tạt làm cỏ. Đầy đủ hết. Hàng bên em chọn lựa chọn là rất là đẹp. Bà con nào mà có nhu cầu thì cứ alo nhé. 0982411160. Rồi em tư vấn cho để dùng con nào cho phù hợp mọi địa hình. Công việc của các anh các chị, bà con cô bác ạ. Rồi cho em xin kết thúc video ở đây ạ.